Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Theo thông tin từ YG Entertainment, As If It's Your Last đã chính thức vượt mốc 300 triệu lượt stream trên Spotify vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, giúp Blackpink củng cố bảng thành tích đồ sộ trong sự nghiệp âm nhạc của nhóm. Được biết, đây chính là ca khúc thứ 6 của Blackpink ghi nhận được lượt nghe trực tuyến lên đến 300 triệu trên ứng dụng Spotify, sau Kill This Love 400 triệu, How You Like That 400 triệu, Do 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 300 triệu, Ice Cream 300 triệu và cuối cùng là solo của Jennie 300 triệu. Qua đó có thể thấy rằng Blackpink hoàn toàn có thể thiết lập kỷ lục mới với chính ca khúc cũ, chứ không chỉ bằng những sản phẩm mới phát hành nhờ vào sức ảnh hưởng ở quy mô toàn cầu như hiện tại. Các bài hát của nhóm vẫn đang duy trì thành tích ở mảng streaming cao ngất ngưỡng. Hiện giờ, các cô gái đang sở hữu hơn 16 ca khúc có số lượt stream vượt mức 100 triệu, chỉ tính riêng trên nền tảng Spotify. Riêng với As If It's Your Last, đây chắc hẳn là một ca khúc mùa hè không hề lỗi thời. Dù đã được phát hành từ nhiều năm trước, giai điệu gây nghiện và ca từ mang màu sắc lãng mạn trái ngược concept mạnh mẽ đã tạo nên sức hút khó suy giảm cho ca khúc này. Tại thời điểm mới ra mắt, sản phẩm này đã lọt vào danh sách âm nhạc như Top 25 ca khúc đầu mùa hè trên YouTube hay MV K-pop được yêu thích nhất trên toàn thế giới vào năm đó. Đến nay, Blackpink đang là một nhóm nhạc nữ dẫn đầu các nền tảng nghe nhạc và YouTube, không chỉ về lượt nghe mà còn cả về số lượng người theo dõi. Nhóm hiện có hơn 62 triệu người đăng ký trên kênh YouTube cùng 22,8 triệu người theo dõi trên Spotify, qua đó chứng tỏ đẳng cấp của một nhóm nữ idol có sức ảnh hưởng toàn cầu. Hết fan cam, tóc mái 10 tỷ, giờ đây đôi chân nhún nhảy của Lisa cũng gây sốt vì quá đáng yêu. Mới đây, mạng xã hội đã nổi lên một clip focus cam vào đôi chân đang nhún nhảy của Lisa trên sân khấu Pretty Savage. Clip trở nên viral vì sự đáng yêu và độc lạ của người sáng tạo. Khung hình chỉ lấy đúng phần dưới của đôi chân đang biểu diễn vũ đạo của Lisa thôi, nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt. Bên cạnh sự đáng yêu, những bước di chuyển đầy dứt khoát và uyển chuyển của đôi chân của Lisa cũng được bắt chọn thông qua clip này. Người hâm mộ xem xong thì vừa cảm thán vừa đáng yêu, vừa khen khả năng vũ đạo của cỗ máy nhảy đình đám. Hết chiếc tóc mái 10 tỷ có hẳn một bản nhạc chế, những fan cam nằm top đầu lượt xem K-pop, thì giờ đây đôi chân đáng yêu cũng hot và viral theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mà các bạn để lại bên dưới phần bình luận để cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những tin tức mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.